Vâng, xin kính chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại kênh Tuyền Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyền Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyền có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tâm thất, củ tâm thất và nụ hoa đu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyền đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyền. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyền bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai trên tay em Tuyền đây chính là 1 lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyền bây giờ sẽ bán là 500.000 đồng. Và em Tuyền sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyền đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyền sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyền sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nhé mọi người nhé. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Tuyền Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyền để em Tuyền sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng cho các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyền xin chào tất cả mọi người. Vâng, xin kính chào tất cả quý bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyền Hà Giang. Như các cô chú đã thấy thì này, cái nắng này trông vậy thôi nó rất là oi. Thì như em Tuyền không nhầm thì ngày hôm qua em Tuyền xem dự báo thời tiết thì hiện tại trong mấy ngày hôm nay là thời tiết nó khá là oi bức. Ở dưới Hà Nội thì nó rơi vào 37 độ C, còn trên Hà Giang là mát hơn một tí là 36 độ C. Và ở đặc biệt ở trên cái Mèo Vạc thì riêng ở trong cái địa hình ở trong cái thôn Đề Chia này thì nó rất là nóng. Có rất nhiều các cô chú đã lên chơi đến trên thôn Đề Chia thì mọi người thấy là ở ngoài huyện vào ngoài đoạn xã Cán ấy thì lúc thì có thể sương mù và mưa, nhưng mà lúc vào trong đến thôn Đề Chia thì nó không hề mưa. Có rất nhiều các cô chú đã lên thấy rồi chứ không phải không. Thì có nhiều các cô chú lên thì đã thấy được cái thời tiết ở Đề Chia nó khắc nghiệt là như nào. Nó nóng hơn ở ngoài huyện nó. Vì em Tuyên bảo là nó gần sông thì không biết là phải đúng hay không, nhưng mà theo thông thường từ trước em Tuyên ở đây thì mọi người bảo gần sông đây thì nó đất đỏ, nó nóng hơn nó mọi người. Thế thì ở đây thì hiện tại rất là nóng. Và may nữa buổi trưa là chúng ta có được một cái giấc ngủ nhỏ mọi người. Nói thật với các cô chú là nó đã ăn cơm xong, với như kiểu nó đã đội này ăn cơm xong là em Tuyên tranh thủ ngủ một tí. Ngủ một tí vì ngày đêm hôm qua là trông em cò quấy cả đêm hôm qua 5 giờ mới ngủ. Đấy, này cho đội này no đi. Xong rồi đâu rồi, xong rồi sáng rồi tiến hành đi lấy cái cuốc chim chưa? Sửa lại cho anh. Chỗ này chiều hôm qua cuốc cho nó bị vào đá à? Còn gì đá mấy? Đá nhiều không? Vừa rồi nhỉ? Như này không được. Chỗ này này, cuốc chỗ này vào. Vừa đang đâu? Đang đi vệ sinh à? Cuốc chỗ này đá vào, cuốc xuống cho anh. Xà gồ này cất vào trong nhà đi. Ăn xong nghỉ trưa thì cất vào đi, không để đấy tí đổ bê tông rồi. À sai. Để vào đây rồi. Để gọn ở đây. Cho hao cho anh. Để mạ mạ đó nha, không để vào vỡ hết gạch đấy. Nhé. À, xá, ở bên trong này là có ai có xi măng đấy? Có. Là chú Sử có hay nhà Po? Nhà chú đưa chú Sử, nhà Po có. Em đi vay cho anh tầm... chỗ này hết mấy bao nhỉ em nhỉ? Đây, láng hết chỗ này. Chỗ này láng nha, vừa nhá. Trong góc này em láng cho anh. Láng này để mấy nữa bà, để cái gì ở đây để chứ không để đất. Cũng... đấy đấy, để thấp hơn một tí. Chỗ đấy kể cả chỗ đấy để láng bằng cái mặt ở trong góc chân tường đi. Đúng không? Chỗ này cào thấp xuống một tí để cho nó vuông bằng luôn. Đấy. Không để đất. Chỗ này không để đất nữa. Đó. Chỗ này thì sáng cứ đi vay cho anh tầm 4 bao. 4 bao đi. Đấy, cát đây xong rồi. Cái nước ở trong chắc xanh có nha, tía xả ra để làm san và hất này xuống cho nó trộn bê tông đây luôn. Đấy. Chỗ này thì không động đến này. Chỗ này cứ để không này cho anh. Mấy nữa bà để chuồng gà các thứ bà để đây. Đấy. Xong rồi cái bạt này kéo xuống hết. Xi măng cái kia dùng được cái nào thì dùng. Sao bộ đá này bẩn quá? Thì nói chung là để lâu rồi, cái bộ đá tàn rồi, không thể làm được nữa rồi. Hết sạch rồi đấy.
No xong rồi vác cái này nhá, thà nhá. Ừ. Thạch đấy. Ôi trời ơi. Lấy cả đũa hả? Dìa này ăn khỏe lắm cô chú ạ. Ăn cơm cũng khỏe lắm, ăn phải tầm 2 bát. Vì ăn cơm là thịt các thứ ăn ngon. Các chị em ở đây thì nấu cơm xong cũng là rửa sạch sẽ bát đũa rồi. Đấy, úp vào kia rồi. Chẳng qua là chưa có cái giá với tủ bát. Nói chung là em tên biết là mấy ngày nay là chắc chắn các cô chú bảo mua đi. Nhưng mà chưa xong được, này chưa thể mua được. Xin lỗi cô chú bảo. Mình dọn hết ra để tí nữa láng xong là các cháu là không thể được đi được nữa. Là niêm phong luôn. Không, đội này cứ biết đấy. Là không biết đâu. Dọn những chỗ bẩn này xong là hấp những chỗ sạch này vào trong này. Ừ. Mới lại đào đất. Ừ. Chắc chắn là chiều nay là xong rồi. Còn cái accept thì em xem là thiếu cái gì thì em về chuẩn bị nốt. Để sáng ngày mai chúng ta một buổi nữa là xong. Nhá. Tổng kết cho anh. Cố gắng tổng kết cho nó xong đi. Giật giật. Còn mấy nữa cái chuồng dê, chuồng giếc thì trong này thì bà con khác làm được ấy mà. Vì mấy cái hàn, cái khoan thiết thì bà con chưa sử dụng. Đấy, bà con chưa làm được. Cái đấy em làm rồi, em biết làm hàn nhiếc bắt không phải có cái đấy. Không có thì không thể được. Chiều nay em về tính xem. Xem cái xà kia liệu đủ chưa? Nếu mà chưa đủ thì chúng ta làm thêm hai cái nữa. Cho nó chắc chắn. Tí nữa làm thừa xong thời gian em đo cho anh. Tính ra, chính em đo thì em tính được. Chỗ này hai người thoải mái làm đúng không? Hôm qua có đấy, hôm qua là nhờ đã san ở đây nhưng mà san chưa được thì bây giờ san tiếp. Chỗ này vẫn sợ hòn đá này, này. Chỗ này đang chỗ này làm là sẽ bị xấu này. Đúng không? Chỗ này dính vào hòn đá, đắp vào cao thì đắp chéo này đi thì các cô chú nhìn rất là xấu luôn, thực sự luôn đây này. Chỗ này này. Này nó rất là xấu chỗ này rồi này. Nhưng mà tí nó phải đục đi một tí ạ. Láng vát đi. Láng vát đi. Chứ biết. Ôi giời, thà sao để cái cốc của kia lấy cất cốc vào. Cái cốc ở nhà tắm kìa, vừa bảo cho anh với. Sao lúc đó mà cái đó trời đầu tú. Sao để đấy. Trời ơi. Ôi dù, mặc áo vào lao động như người lớn nhở. Được đấy nhỉ. Mặc quần áo vào. Mặc quần áo để lao động đấy, không đơn giản đâu. Đang mặc áo đẹp nha, mặc áo khoác khác với áo này lao động. Ôi giỏi đấy. Các cô chú thấy không? Đấy. Các đại ca ở gia đình làm việc. Từ nhỏ làm việc nhỏ. Để mạ mạ nhá. Thà nhá, bảo ria với xính để mạ mạ thôi. Đấy, mạ mạ thôi. Ồ, tàu đúng rồi. Mạ mạ thôi. Đúng rồi, tàu đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, mạ mạ thế thôi. Trời ơi, bóc lột cho nếu mà các cô chú xem không hiểu thì nói chung là bảo bóc lột thì nói chung là cũng rất là khó cho em Tuyên. Nói thật mọi người là vậy. Không, gia đình mình cũng làm thôi, phải chấp nhận thôi, phải cố thôi. Khá đấy. Đấy. Hai con cãnh này. Một em 6 tuổi, một em 8 tuổi. Suốt ngày cãi nhau. Các cô chú thì biết đấy, nhà con nhỏ các cô chú biết. Kiểu gì cũng cãi nhau, cũng có sự lúc đánh nhau cơ. Hơi chói. Nó hơi cát thì cát nhưng vẫn phải vét lên để trả đất nhà người ta cơ. Vác để đến đấy à? À? Tại ông ấy, ông trước chở xi vào để công cất cho tôi, ông vú va ông vẫn làm bảo bà sao biết?
tôi ở đây thì không bao giờ chết xi luôn. Xây cái nhà có chết bao nào đâu. Đi có chục ngày không ai đọc quan đốc quan nào chết ngay xi. Không đi nó thoải mái vừa luôn nhở. Còn mấy bao kia là vừa làm đẹp luôn. Tàu đấy. Giỏi đấy. Thà quần áo này của Gia với Xích này ai mua cho? Đây này. Quần áo này ai mua cho? Con. Hả? Con. Mẹ á? À, cô bên Nhâm Tòng á? Đợt trước là cô sang đây đấy. Đợt Thà đi Nhâm Tòng đấy gì? Đợt cô ở bên Nhâm Tòng với nó mỏ đây hầu chơi đấy gì? Phải không? Thế cô mua cho. Ôi trời ơi, thích không? Mua cho này thích không? Thích không? Gia có thích không? Thích. Cái này có đẹp không? Ừ. Có đẹp không? Thích đẹp. Thích đẹp. Giời, ông này vẫn còn lộn nhộn tiếng kinh lắm. Thích đẹp. Hả? Ờ, ăn tà chưa? Tà rồi chứ. Hả? Sao bảo sao? Hả? Ăn gì? Ăn kẹo á? Ăn kẹo hay ăn gì? Ăn kẹo ăn thạch vừa ăn tà đấy. Tà rồi. Cái gì? Là là cái gì à? Đâu? À, vẫn còn à? Đâu sao? Từ sáng cất đây à? À, dạ dạ. Xin phép mình ăn thạch. Đây, đây, đây. Đây, uống công rồi thì cho. Cho cả Thà nữa. Đấy, mọi người một ilu, ilu itu. Itu ilu chứ. À, xin phép là ăn cái này thì khổ. Ừ. Cái gì phải xin phép em truyền nữa mọi người. Đây là thạch, không phải kem. Đấy là cái thạch. Ừ. Ừ. Nhớ chưa? Tâu chưa? Y tù y lưu nhá. Y giả mà. Đất này, Thá xong rồi quét cái đất này đi này. Nó đất vào nhà này. Tưởng cái gì? Hóa ra là xin thạch. Hóa ra xá cất tên kia. Mình tưởng hết rồi. Ôi, em ấy đi lấy hơi lâu nhỉ? Vâng. Bây giờ mình san lại nha. Cái thùng này em sẽ hất, để hất nước đây cho nó lún xuống này. Xong cái thứ hai là mình để lấy nước đấy để đổ bê tông thôi. Xong về sau cậy đi. Mấy nữa cái thùng kia anh có sẽ để ở chân cái téc, cái téc kia. Nhưng mà bây giờ vẫn ý là để mỗi xong bằng đây luôn ấy. Nhưng bây giờ không lấy nước. Thế thì em xả nước vào cái thùng trắng ấy đi. Để nước tí đổ bê tông. Xong lấy cái thùng không thôi. Đấy, làm gì có đá mấy đâu. Chỗ đấy thì đá rồi. Đào hết đi, đào dọc theo cái chân đá đi. Cẩn thận nhá, ngẫm vào cái kia. Bật lên trúng háng này này. Nhưng mà thôi, có 5-10 con này chả sợ. Đấy, có mối ở đấy à? Có nhiều nước không em? Nhiều đấy. Đây là thứ ra cái chân xả nó ở đây này. Ừ, chân xả thấp quá không được thì phải múc thôi. Múc để thì nữa mình còn nước mà ấy chứ. Xong rồi mình di chuyển luôn cái téc này lên trên luôn. Mới nữa anh sửa cái van vào để cho bà đựng nước và dùng. Cho các cháu dùng nữa mình kê lên kia xong rồi cũng thiết kế một cái van xuống cho các cháu.
Đấy, thì vừa rồi thì em Tuyên vừa với các cháu là cũng nhà phụ các đội thợ này. Ta một kê cái này lên để mấy nữa có làm nó hơi bằng bằng một tí. Chứ để nó dốc mà mấy nữa đi chẳng may gia đình đi nó trượt ngã hay sao. Đổ cái vữa thừa vào đấy, đổ vữa vào đấy, láng thành bằng bằng một tí. Sau này bà để gì để không sắp xong rồi. Các cháu là làm rất là tốt. Hết chưa? Xong cho lên trên nhé Thái. Lên bây giờ đang rảnh lên kia làm mặt bằng đi. Vâng. Em đặt hộ anh vào cái ấy nhá. Cái cạnh cái tét nước kia đi. Chỗ xi măng rồi kìa. Sau này nhà các cháu thì đựng tha hồ. Còn một cái tét nữa cơ. Có cái tét đấy liệu được ở được không á? Cái này phải xoay đấy. Xoay chấm đá lên đấy. Này. Bỏ hết cái gỗ này ra. Từ từ em ơi. Thế thì sai. Và tập trung bỏ hết cái bạt này ra này. Để bỏ giải tỏa chỗ này ra thì mình mới làm được. Ôi, nhiều đồ linh tinh lắm. Cái xi măng cái nào dùng được thì bỏ xuống em nhá. Không cái nào không dùng được thì bỏ lên làm cái chân luôn. Cái này vứt đây. Nói chung là cứ dọn này sắp xong rồi. Lốt này nay nữa là gọn gàng và nó đâu vào đấy rồi. Giải quyết chiều nay nữa xong. Xin nói với Xá nhá. Ông không quản hộ tôi mấy bao xin này là tôi bị các cô chú nói đấy. Nhà xây xong mà không cất vào trong nhà. Đấy. Ê chị là phụ bà đền rồi. Nó mua nó không ớt được. Chắc là bà nó không để ý. Sai. Bỏ hết mấy cái gỗ ra xong rồi bỏ cái bạt, cái xi măng chết này lên làm chân luôn. Đúng không? Bỏ hết gỗ ra. Mình không ở đây mình chịu. Cái gì bảo là cả cẩn thận nha, trượt tay vào cái ống nước kia mà gãy phát này thì đâu. Cười à, cái ống này ống nhiệt đấy, nó hàn lại nó hơi khó đấy. Đấy, cái đấy vẫn dùng được đấy, cái bao ở trên chỗ xá vẫn dùng được. Có hai bao chết thôi, hai hay ba bao. Và ba bao đấy thì bỏ lên trên làm một chân luôn này. Đấy, bao đấy vẫn dùng được đấy. Ê, bỏ ra đi. Bỏ đấy thì ai lấy được. Trời ơi, Xá ơi. Bỏ đây này mày. Bỏ trong cái lán này này. Bỏ đây Xá, bỏ lán này này. Cái củi kiếc này các cháu thì bỏ vào đun bếp các cháu. Mò. Xay. Em bảo mò đi nhặt hết cái củi này vào mà đun bếp này. Có thấy tao nên tao không? Đây này, đây này. Đây này mo, lấy hết củi này một nhóm bếp này, giải tỏa đây đi. Đi nhặt đâu về khổ ra. Xá vào hộ em đi. Hộ cho nhanh.
cho ba bao xi được không? Anh liệu vừa, anh nghĩ cái đấy có tròn vừa không á? Vứt đây này ra. Đây, vứt đây bên này. Tay to hơn, vứt một phát là bằng gì mấy cái đấy không? Thoải mái nhá, không sệ nhá. Ok, thoải mái nhá, mưa không sệ nhá. Mưa mà nếu mà sệ của anh thì Nhớ nhá, để cái voi ở bên này nhá. Sao? Để đằng bên này. Chưa hết nước gì? Đổ ra, đổ phát là hết nước mà. Cần lăn lên gãy cái vòi nhá. Không có vòi. Mấy nữa thì đặt lên đã, mấy nữa rửa sau. Mấy nữa sửa vòi sửa sau. Ôi thấy chưa? Cái vòi chưa cong rồi đấy. Đổ nước bây giờ là vừa đẹp này. Sao? Đổ đi. Cho nó nhẹ. Vừa trên. Cẩn thận nhé. Muốn đi học không? Muốn hết con, chế con nữa. Đâu đấy. Ơi, làm mạng tôi ông ơi. từ vướng chỗ cây bên này này. Nhấc lên. Vừa ấy, nhấc lên đút vào thì được. Đập đi thì nó sẽ rung đấy. Không, sẽ sửa cái góc này đi. Cái góc cây này thì nó không động vào. Đá sửa gì? Cây mà. Đá. Bảo là cái để bên này được rồi. Để hướng này là được rồi. Miễn là hướng ra ngoài chứ không phải hướng ra vào trong. Để vào tí nữa sao? Để cho vào trong đi. Lùi hẳn vào trong đi. Hết chưa? Ôi đừng xa. Cái van để đường bên này thôi. Mấy nữa đấu thì đấu, nhưng mà chủ yếu lúc không có nước nhiều thì bà con sử dụng bên này nữa mà em. Thôi được rồi, đẩy vào trong đi vừa. Đập cái này nữa.
Sao rồi? Hết chưa? Vào trong chỗ vừa hết cỡ chưa? Hết cỡ rồi. Thịt một ít đá ở trên này rồi. Thịt vào cái tường chưa? Vâng. Còn trên này. Trông to nữa. Đúng rồi. Ok, kịch rồi thì thôi. Nóng quá. Đấy, mấy nữa là các cô chú còn tặng một cái téc nữa. Không biết là vừa xem thiết kế ở đoạn này, chỗ này để đoạn này nhưng cũng phải xây. Có thể nằm hoặc đứng tùy mình. Bây phù hợp theo cái địa hình thôi. Để trong đáy, bên này. Cái gì? Để lấy nước ở đâu ra? Để tát nước ở trên đấy thì ai trèo lên? Em đi được. Để em đi được thì các cháu đi được không? Được. Thôi, ông xin ông ấy. Ông xá làm cái xá bảo làm cái tát nước ở trên này. Thế các cháu lấy được cái gì à xá? Chơi nhau à? Ôi, sáng xem gọi anh Thà về, xem hỗ trợ. Em Tuyên đang ở phía ngoài thấy các chị em về nô nhau cái gì, cười tươi lắm này. Đấy. Đấy, đây là niềm hạnh phúc của các cháu đấy. Thấy nhà mới thích quá, đây là nô đùa nhau vui. Cảm ơn các cô chú đã lấy lại những cái miếng niềm vui của các cháu. Thực sự cảm ơn các cô chú đấy. Có các cô chú thì mới có niềm vui như vậy. Đùa, nô đùa nhau. Đấy. Một nụ cười rất là vô tư của các cháu đó. Nhà đã xong, chú mưa chú nắng đã có đấy, các cháu không phải lo nghĩ gì thì mới có những cái nụ cười như này các cô chú ạ. Đó. Còn bé lắm, cũng chưa biết gì mấy nên là có nhờ các cô chú thì mình lại lấy lại được những nụ cười của các cháu. Mà suy nghĩ có thể là bù đắp được các cháu là như là sợ mất mát của ông này, à, sự mất mát của bố này. Đấy, sự mất mát là khi mẹ cũng bỏ đi chồng. Còn nằm bên này thì đang cố gắng hoàn thiện. Này, có Lía vào hỗ trợ nữa mọi người. Mình cũng trả công, hai người thì sẽ lâu. Lía vào hỗ trợ nữa, cho nhanh. Kia là cái đường ống của cái bể phốt nha cô chú nhá. Chứ mọi người bảo là lúc làm là không có đây nhá. Cái đường ống bể phốt này này. Không, mọi người bảo không có đây. Đấy. Đợt trước là cái téc nước nó chè lên chứ mọi người không để ý. Đây. Còn sáng mình lấy thêm ống để làm luôn cái ống nước, sẽ không cho ra chỗ nhà chú phành nữa. Mình mắc ra đây. Chảy nước ra đây cho nó tự ngấm xuống. Sợ mắc là chú phành mắc là lương người ta người ta không cho. Đống vữa đây thì như mọi người thấy thì hiện tại vừa đang bảo là nghe chừng là cũng hơi thiếu, hơi bị gión mọi người. Vì cái vữa kia lên thì nó cũng không sử dụng được, cái vữa kia vữa bẩn, làm nó rất là khó. Đó. Đây này, bột đá hết cũng không đơn giản thế nào. Làm cố gắng được cái nào hay cái đấy.
xá thì đang đi ra ngoài cán để lấy ngay cái ống nước. Ống 75 kia bây giờ sẽ làm thay đổi cái phương án của người từ đầu bảo lắp đâm ra ngoài kia để chảy xuống nhà chỗ chú Phành. Thế nhưng mà chỗ bản nương kia khéo nhà chú Phành thì cũng hơi khó. Mà nước chúng ta chảy liên tục thì chúng ta sẽ cho nước chảy vào bên trong góc này. Đó. Sẽ làm ngầm. À, tranh thủ đào luôn đi em. Đào ngầm đi. Vét ngầm đi. Xem ướng ở đâu. Đào xong là ống là lấp luôn đúng không? Lấp luôn là đổ bê tông nào luôn. Chắc là tầm 10 phút nữa là vào rồi. Làm đến đây thì nó cũng gọn gọn rồi cô chú ạ. Ngày hôm nay là làm xong cái này rồi. Thì mai bắt đầu chúng ta mới vào làm nốt cái gác xếp. Gác xếp thì bắt đầu mới xong gác xếp thì bắt đầu mới sắm sửa ngôi nhà. Đấy. Em tôi nghĩ là sẽ nhanh thôi. Đấy. Tí nữa làm xong phải vừa phải yêu cầu các cháu nhỏ là không được dội nước, không được vào. Đấy. Tối nay là không được vào đây ấy. Đấy. Đóng hết cửa vào. Cây lành cơ mà, không cắt đâu mà. Ôi giời ơi, thích xá này. Sao lại mua cái cấu 15 cắt à? Ôi. Thôi kệ cho nó xả nốt đi, không rửa nước đây nữa nhá. Nếu mà láng rồi thì đi phá vào. Ờ. Hả? Bảo giữ một cái cây không cắt. Lại cắt. Được rồi. Đó cái đủ không á? Phải nối vào này. Thôi được rồi. Cái này không được á? Sao chỗ kia bây giờ chỗ họ cho thông được đường chưa? Họ đang sửa đường lắm, lúc đi sáng nay hơi tắc. Ok không? Vừa đúng không? Xem vừa lắp thế nào. Cứ bỏ cái đấy ra xong mình xây lại. Thì mình chưa xây này. Từ từ nhé, cái đá nó vào trong ống kìa. Mói hết ra đi. Chào long hốt. Chào. Hả? Chào đến mẹ đi. Đừng để ra ngoài đấy. Hôm trước anh vừa dọn cái nhà người ta moi về nhà mình đi. Ủa? Kiểu gì đấy, to hơn à? Đây. Mà nhá. Cứ tưởng là to hơn. Cảm giác hơi to hơn đấy em ạ. Mà 75 vừa nhau đúng không? Vừa. Đúng hôm nay em làm đúng không? À đây. Lấy gỗ rồi.
Lâm một tí này xong lấy cái miếng kia kê lên là không có cái gì đè vào nặng ống là không bị sau này mình không lo sợ vỡ ấy. Nó nhiều cái dầm rồi nhìn nữa. Ok ok em đặt cái vào. Đấy, coi như là dầm đúng không? Khác gì dầm. Kể cả sau này mình vẫn đợi tí nữa mình đổ bê tông lên nhưng mà nó vẫn là cái dầm ở đây, dầm cứng rồi. Đó. Ok, xong mỗi cái ống này nữa thôi xong. Đấy, nước thải ra ngoài này các cô chú nhá. Ok ok. Mình nữa cái này thì sẽ xử lý tiếp. Còn lâu. Phải tầm dùng cái này phải hơn năm. Đúng không? Thì mới đầy được. Đây công đoạn gần cuối rồi cô chú ạ. Ống đường ống đã lắp xong hết nhá các cô chú nhá. Và đây thì là cái công đoạn là lâu nhất, nó là cái trộn bê tông này, nó đống nó vữa này, nó là 3 bao xi mọi người nhá. 2 bao sẵn và mỗi một bao đấy, trộn là 3 bao xi chỗ này, hơn 3 bao, 3 bao rưỡi. Đấy. Đây còn bao này. Cái công đoạn trộn tay này nó nhọc nhất. Chỗ đấy cố gắng cho thấp nhá, vừa nhá. Thấp nhất có thể chưa? Cho nó dốc nhá. Thế đầu đấy dốc rồi, thế rồi. Chỗ đầu xá phải cực thấp rồi đấy, đúng không? Dốc không sau này nó hạn chế tắc ấy, hả? Dùng về lâu về dài thì nó sẽ vẫn có cái gì đọng lại. Cố gắng làm, các cháu nó không biết sử dụng đâu. Thôi đây cán thôi. Lía một mình ăn cái đống vữa này khá là căng. Mấy các cháu phải vừa đi tăng cường thêm ít bột đá mọi người. Bột đá thiếu. Xin nhiều không? Thoải mái, nhiều cho chắc em ạ. Vừa ra cán đi. Làm đến cuối cái ngôi nhà này thì đồ của mọi người xem này. Bàn xa các bác thợ để lại nó hỏng hết rồi. Cuốc thì cuốc của gia đình thì cũng hỏng. Sau này có để củi để tiếc ở đây cũng được mà, đúng không? Qua video này các cô chú thấy là đội thợ này là nghèo khổ quá đấy. Các bàn xoa là gãy hết rồi đấy. Xi măng tốt như này thì nó mới mịn như thế đấy. Chứ không bột đá này không bao giờ được kiểu đấy luôn. Mắc cao này nó chắc. Hơi tốn một tí nhưng mà nó chắc em ạ. Nó đã chả đáng bao nhiêu đâu mà.
chỗ này làm đúng ở chân đá luôn nhỉ, rất nhiều đá luôn. Cái vữa ở đây thì như cô chú biết là tại sao thỉnh thoảng đôi khi nó lỗ chỗ vậy, là vì cái bột đá ở đây chúng ta hôm nay là bột đá, nó không phải là bột nguyên bột đá mà nó có dính đất dính điếc vào nữa nên là nó không được sạch ấy. Nên tại sao cái mặt mọi người xem này, chỗ kia đôi khi nó có hơi mát, chỗ này thì tí nữa vừa sẽ vá vào đấy, để em tôi giải thích cho mọi người là hiểu tại sao là đôi khi cái bột đá hôm nay nó lại tệ, làm sao nó lại như vậy đấy, là vì là cái bột đá như mọi người biết này, nó có dính cả những cái sỏi xiếc như này, này. Là chúng ta nhặt bớt ra đấy, nó chứ nó không phải nguyên bột đá, kiểu bột đá tàn dư ấy. Cuối cùng chúng ta còn đi vác rất nhiều bột đá linh tinh về chứ không còn đâu, rất sạch đấy. Đấy, mọi người xem này, 6 giờ rồi, trời nó đã tắt nắng rồi này, chỗ này phải hơn 6 giờ thì mới tắt nắng. Đấy. Hôm nay thì em Tuyên sẽ ở cuối cùng để ra là xong cho mọi người sẽ thấy xem. Thế này là hoàn thiện, không hoàn thiện là không được đâu. Hôm nay mà không hoàn thiện là về là em Tuyên không ăn tôm, không ngon đâu ấy. Mình sốt ruột lắm chứ không phải không. Cái cuốc này xong đợt này nó vứt đi thôi. Cuốc này không còn cái gì nữa rồi. Mua cho bà cái khác. Mới mua làm gì 6-7 cái. Thôi trẻ con thì mua 3 cái thôi, trẻ con trai làm sao được. Chứ mua đủ, anh biết là mua về làm vườn rồi, nhưng mà mua 6-7 cái mua về làm gì nhiều. Không dùng hết này. Sao lại mất ra. Mà chắc đợt này là không làm gì đến là không mất được rồi. Cho ai mượn thì biết rồi đúng không? Làm một phát thì nó cách cua nó phải để nó tự lái về thôi. Ơi gia đình của mình phải giữ chứ. Anh làm sao suốt ngày anh ở đây anh giữ cho được. Xong nhà còn nhiều cái việc khác chứ, anh suốt ngày phải quay ra có thể là dắt dìu các cháu, nhưng mà lúc nào phải anh ở đây đâu, anh kiểm tra được đồ. Mình gia đình mình phải cố gắng mà giữ chứ. Đủ không? Đủ vừa không? Đây nhá, còn bên trên này còn chưa có này. Bên trên này không làm, sau này nó mưa nó trôi xuống em. Đây này. Cái này này. Hết sạch xi, hết sạch cát rồi, khó này. Thôi cứ làm hết cửa sân này đã. Từ từ lấy cái cuốc của Lý này. Cuốc của xá này không... mỏng manh quá này. Cho đê vào đi, đê vào đi. Đê vào đi. Đống bê tông này to quá, trộn không phải đơn giản đâu đúng không? Thế chính ra là có máy là trộn sướng hơn đúng không? Mới biết là máy nó nhàn như nào ấy. Bảo bê tông trong đống thế này thôi mà trộn cũng lâu đấy. Mất mấy tiếng, xem mấy giờ rồi. Này, chắc là 6 giờ rồi. Mấy giờ? 6 giờ rồi. 6 giờ rồi á?
Công nhận là trộn thủ công thì nó sẽ lâu hơn rất là nhiều, mọi người xem đấy, mà tốn rất là nhiều nước. Từ nãy giờ cháu chen nước và các cháu còn hết đấy. Được rồi, đây đây mà mạ thế thôi, được rồi đấy, tao rồi đấy. Xính rất là được việc và sạch nước. Sạch nước cho các chú ấy làm để hoàn thiện nước của sân nhà mình cho sạch sẽ. Còn bên trên kia mọi người xem này, không đủ vữa để mà đắp trên đấy làm cho sạch nữa. Khổ. Cát bây giờ vấn đề là bụt đá, xi thì thoải mái, nhưng vấn đề là bụt đá. Chìa khóa đây cho anh. Cái bột đá ngày hôm nay là bột đá này vừa làm chán này, can không can được hả? Đấy mọi người xem này, thợ đang kêu nó khó can quá. Những vết bay gần cuối cùng đó cô chú ạ. Vì tại sao em tiên bảo là gần cuối cùng là vẫn còn mọi người nhé. Xá đang phải đi mượn vay thêm một bao xi nữa, để chúng ta sẽ trộn một ít cái cắt vàng ở kia kìa. Nó sẽ làm những cái mặt lỗ chỗ như kia vì vừa đã không xử lý được nữa rồi. Nó cái bột đá này nó tằm nham quá. Trộn như thế nó rất là lâu, và nếu mà cứ để cho nhão thì nó sẽ bị trôi hết bê tông. Thì về vừa cứ làm mặt như kia chỗ nào xấu quá thì sẽ lấy cái lượt xi mà chúng ta có cắt vàng tráng lên trên mặt nữa, nó chắc luôn. Nó nhão như này thì ok, nhưng mà chúng ta mà láng đi láng về thì nó sẽ khô, cái mặt nó cũng không được đẹp đâu. Không chắc đâu, quan trọng là chúng ta cho xi măng nó tốt rồi. Gần xong, nhìn cái sân nhà năm cháu rất là rộng. Chỗ này thì có mà gà thả cánh rồi. Phơi ngô, phơi thóc ở đây thì nói chung là chúng ta sẽ không phơi bên này. Phơi bên này nó sẽ là chuồng dê các thứ rồi, nó sẽ bẩn. Chúng ta sẽ phơi ngô. Phơi ngô thì sẽ phơi ở cái đây. Bên này. Ây da, ây da. Xinh quét nhà. Ây da, được đấy nhỉ. Đấy, giỏi đấy. Chỗ này thì mai dọn lại. Đấy, cứ từ từ. Từ từ thì nó sẽ gọn. Phương châm của em Tuyên là vậy. Mình làm việc kém thì chúng ta cứ làm từ từ nó sẽ xong. Thì xong cái ngôi nhà này thì các cháu có chuồng, thứ nhất là có chuồng dê này, có chuồng chuồng chăn nuôi này. Đó. Một cái kho kia có thể là chuồng gà hoặc là cái kho để củi cho gia đình luôn. Đó. Sau này không phải động vào nữa. Cái sân chuồng trại này cho thoải mái rộng. Đó. Xong hết rồi. Đấy. Hệ thống nước nôi. Mai lắp ra rác xếp thì em sẽ mua những cái gioăng để vít cái những cái đường ống này vào cho chắc. Đấy. Ống này ống 34 nhỉ em nhỉ? À, ống này ống bao nhiêu nhỉ? Em lấy cái mai lấy cái mua cái gioăng cái vít ở tường này. 25 à? Cho nó tự nhiên gọi là cái gì nhỉ? Quên sử rồi. Đúng rồi. Đai. Ừ. Tao ở đây đúng không?
Một tí xi măng kia, cắt vàng kia đi để cho vừa xử lý nốt cái mặt kia là đẹp. Hôm nay bê tông làm hơi đau tay. nó đấy, nhặt đá thì nãy giờ mà nó không nhặt thì không được, nó bẩn quá, nhung nham quá. Tối nay vừa ngủ đây về chứ? Em về. Về. Thôi, xong thì anh em mình về. Rồi. Nói chung là chú về nhà thì chú tầm 7 giờ kém, anh về nhà phải hơn 7 giờ. Nhà vừa thì ngoài sợ cán, nhà em Tuyên thì từ cán ra nó phải mất thêm 10 phút. Đấy, ok. Yeah. Thế thì nó gọn được cái sân không? Nhìn mãi nhung nham, chưa đâu vào đâu cả. Hôm nay xong thì nó nhìn nó sạch sẽ hơn một tí rồi. Mai vấn đề nếu còn bê tông chỗ kia mà làm nốt nữa thì nó nhìn sạch hơn, mà chỗ kia là đá rồi. Mới nữa để cho các cháu xử lý đấy. À, mo nhá, không được nhẫm vào đây nhá, nhớ chưa? Nhớ. Tối nay với sáng mai là không được nhẫm nhá. Ừ, cho nó sạch đã, tâu đã, được không? Vậy. Chỉ tâu là nhẫm vào nó nhia lắm, nó xấu lắm. Nhớ chưa? Nhớ. Ừ. Không được dội nước đê vào đây nhá. Hiểu không? Không cho đê ở đây nhá. Đê là hỏng hết đấy nhá. Nhớ chưa? Ừ. Không được. Tí nữa vừa bảo các cháu là vặn khóa van vào, lấy nước để dùng nước ở ngoài sân này. Nhưng mà cái kia của em có bị hở không? Không. Không hở đâu gì. Vâng. Ừ. Thế là được. Thả ra ngó này. Đấy, bên này thì đang lấy một ít cát vàng với xi láng nốt cái mặt trên này. Thì ở đây thì em Tuyến sẽ để cho các cô chú nhìn cái sân. Sân này quá rộng luôn nhỉ. Này. Hiện tại nó cũng đã tươm tươm rồi. Đây, vì nó khô quá làm nó chưa được đây. Tôi sẽ lấy cái đấy tráng vào cho nó đẹp và nó chắc. Quan trọng nhất là chắc nữa. Đấy. Thì bây giờ như các cô chú thấy là khi láng xong thì nó rất là rộng rãi, sạch sẽ đúng không ạ? Đó. Đó, để mai. Còn chỗ kia thì nói chung là đấy, các cô chú xem là không thừa một tí vữa nào cả. Thiếu. Đi xin vữa về, đi kiếm một đá về, vét từng tí một đá về. Đấy. Không thừa một tí nào một đá cả. Chỗ khác thừa thiếu còn chế được, nhưng trong này thiếu khó quá. Không tính được, may còn ít các vàng kia. Chỗ kia thì sẽ tính tiếp. Nặn xong. Xong rồi rửa cái tay, ăn tạm cái miếng dưa đấy em ạ, cho các cháu ăn miếng dưa. Thì xã vừa vâng. Cho các cháu ăn miếng dưa, cho cũng các cháu cũng mong mỏi rồi, anh thì anh bổ ra sẵn kia rồi. Đây xã nghỉ tay dưa tè đó, nghĩa rửa tay đi, làm cho các em miếng dưa. Đâu rồi xinh nào, dưa đâu nào, nó đây nó dưa hấp không hả? Hả? Có nò không? Nò. Nó chỉ nò. À, ăn không? Ăn dưa không? À. Phải nói tiếng Kinh nhá, không được nói tiếng Mông nhá. Nhớ chưa? Ờ, nào là. Dưa có ăn dưa không? Hả? Dưa này vừa tỉnh ngủ không? Vừa ngủ ấy, mệt vừa ngủ ấy. Dưa không ăn đúng không? Dưa đang vừa chưa tỉnh ngủ. Nó ăn đi. Ăn đi. Ăn đi xong rồi mà mạ cho các chú ăn. Mo ăn đi. Thà. Rồi ăn đi. Thà, ăn đi. Đâu rồi, lấy cho con quả rồi ăn đi của gia đình, lấy cho Diên nữa. Diên nó vừa mới mụp bư về à, ấy nhỏi rồi đây mới xài xay ra về đây nó bánh no dưa đúng không, mới xài đúng không, cái là gì nhỉ, la là hay cái gì nhỉ, máy à nói đi đấy, các phụ huynh thì làm sao mua quả đấy. Như này thì chắc chưa? Ôi. Ấy. Nhìn xanh lét luôn nhá. Đánh bóng luôn. Đánh bóng luôn rồi gì nữa. Chạm một cái
Vâng, thế là kết thúc cái buổi chiều ngày hôm nay. Mai chúng ta bắt đầu tiếp tục là làm cái phần gác xếp. Các cô chú nhá. Thì một lần nữa thì em Tuyên cảm ơn các cô chú và cũng nói chung là nói gì thì nói vẫn cứ phải thông cảm. Mong các cô chú anh chị thông cảm cho em Tuyên về cái những cái công việc ở trong ngôi nhà này có thể nó không được hoàn toàn được mỹ mãn hay là mỹ miều thì có thể mong tất cả mọi người bỏ qua cho em Tuyên. Còn nhiều trong cái ngôi nhà này cũng còn nhiều cái phải sửa đổi nào để hướng dẫn các cháu ăn ở cho sạch sẽ gọn gàng và tổng kết xong xem còn đủ điều kiện để còn mua giường chiếu cho các cháu nữa, tủ chạn bát các thứ nữa. Đấy. Tại sao chúng ta tiết kiệm chi phí xây dựng là để là như vậy, để mua cho các cháu còn giường, cái chiếu, cái chăn, cái chạn bát, mua đồ ăn đồ uống cho các cháu, chứ chúng ta cũng là một ngôi nhà đấy chúng ta lãng phí vào cái vấn đề xây dựng khóa thì nó không, không, em tôi nghĩ là nó cũng không hơi lãng phí. Mong tất cả mọi người hiểu cho vì tại sao em Tuyên làm nó hơi keyboard kêu kệt là như vậy. Còn những cái vấn đề hôm nay như ở lía với xá là làm thì chắc chắn nó còn sẽ trả công. Cái nào trả công thì trả, còn cái nào thì nó mình keyboard kiệt xỉ được thì kiệt bột xỉ, không sao cả, ai nói mình kiệt xỉ cũng được. Thôi bây giờ thì nói thật các cô chú là gần 7 giờ kém rồi, trời mùa hè mà bây giờ nó còn chưa tối thì em Tuyên cũng đã xin phép thôi. À, tôi bò về rồi. Tôi bò đâu về đấy. Các cháu ăn mì dưa còn để dành cho người lớn này. Đấy thì cảm ơn các cô chú nha. Bây giờ muộn rồi thì có lẽ là em Tuyên xin phép được tạm dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người ạ.